Đây mời một người chiêm ngưỡng nha. Hoa của can diệm đây cả nhà, thường gọi là lan ma. Cái này là ở rừng tự nhiên, cái này thì nó không có chất bùn này nên là cái nụ nó không dài, nhưng mà cái mắt rất là to, cái mắt rất là to cho nên là được ba vòi hoa. À, rất là đẹp luôn mọi người ơi, cùng chiêm ngưỡng nha. Xuất sắc luôn cả nhà ơi. Ô, đẹp hết chỗ nó luôn nha. Đúng là hoa của tự nhiên, khá là đẹp luôn mọi người. Xem bà điên kìa cả nhà, bà điên không biết đang làm gì. Lại chiêm ngưỡng phần này nữa. Phần này thì có hai nụ. Phần này thì cũng màu vàng màu nâu. Đây là chi trồng của chi trồng mẹ nếp. Cái vòi này là dài nhất này cả nhà. Bây giờ thì đoạn này thì Man Hết sẽ đéo lấy vỏ thôi nha cả nhà. Đéo lấy vỏ cây thôi, về cả nhà ghép lại nha. Ây giờ, giờ thì lấy thôi cả nhà. Hello, vợ chồng người ta Man Hết chào mọi người nha. Em chào mọi người nha. Bây giờ thì vợ chồng Man Hết là vào rừng luôn rồi. Vào rừng này sau rồi, đang nghỉ ngơi ở đây và tiện thế thì thấy lan ma mọi người. À, nó có hai tên, à, một là lan ma, hai là can diệp. Giờ đang nở hoa, bên kia thì hoa màu vàng cả nhà, còn bên này thì hoa màu nâu nâu gì em nhỉ, nâu một tí. Nó mọc dây leo. Nó mọc rất là nhiều luôn, mà đi xa đây thì hai vợ chồng tính là kiếm đại châu thôi, nhưng mà thấy mấy cây này ra hoa cũng khá là đẹp. À, vợ chồng Man Hết sẽ lấy một ít để mang về. À, mọi người ai chơi sưu tầm thì chốt nha. Bây giờ thì vợ chồng Man Hết sẽ cho mọi người xem can diệp, thường gọi là lan ma nha. Đây mọi người, Man Hết đã leo cây này. Và cây này thì ra nụ rất là dài và nhiều mọi người. À, mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng nha. Đó. Nụ vàng này. 35 dài quá đẹp luôn. Tuyệt sắc luôn nha cả nhà nha. Hello mọi người, giờ thì vợ chồng Man Hết đã đi bộ tới đây mọi người. Và tình cờ gặp một tổ ong ở đây. Một tổ ong rất là khủng luôn. Không biết là có nước mật không, nhưng mà hiện tại thì Man Hết nhìn từ dưới lên thì khá là khủng luôn cả nhà. Bây giờ thì Man Hết sẽ làm cái ruốc để leo lấy tổ ong nha cả nhà nha. Bây giờ thì Man Hết sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng tổ ong nha. Và kia cả nhà, như là tối luôn, không biết là mọi người thấy được không. Man Hết thì thấy thùi lui à. Man Hết leo lấy rồi sẽ quay cho cả nhà xem nha. Cô anh Chín ơi, anh Chín ơi. Sao rồi anh Chín ơi? Chẳng biết sao gì nữa. Hạ cánh an toàn. Mệt quá cả nhà ơi. Mà làm gì anh? Anh tháo bỏ ra hả? Rồi anh có bị ong chích không? Có. Hai phát chích ngay ngón đầu ngón tay luôn này, một phát hai phát
tay nó run luôn. Hôm qua anh bảo là ong chích không đau mà. Hôm qua hôm kia nó khác, hôm nay nó khác. Một ngày nó khác à? Ừ. Đây là thành quả. Ồ. Một chú. Cái này là nó hút rồi đó. Nó hút thì nhiều. Thì ra là vật sắp hết rồi hả? Chắc được lít 2 lít. Tầm lít 2 lít, 2 lít đồ lại. Quá tuyệt vời rồi nhỉ. Rồi, lấy đồ em bỏ đi. Đây, đồ em đây. Nhôm nhựa của em á. Thành quả của hai vợ chồng em từ sáng giờ mọi người ạ. Được ít mật ong với mấy cây lan tân diệp. Giờ mình đi đâu đây anh? Đi phượt tiếp. Xong rồi đi phượt tiếp. Phượt khi nào run hết cánh tay rồi mới nghỉ rồi. Cổ này thì nó thấp hơn, nó nhiên lái nhanh hơn cả nhà. Chù, khô rừng nóng được quá mọi người ơi. Cây trúc, cây tre vẫn chưa mọc lá non luôn. Nóng kinh khủng. Hello, Itamanet chào mọi người nha. Giờ đã về tới nhà và có ít hàng cả nhà. Đài châu, hai đơn đài châu và can diệp. Và kia đơn tổng hợp nha. Có một cây nha, sọc kẻ biên lá như cả nhà nha. Về mọi người mua về sổ số nha. Và Manet có được mật ong. Đó, cả hôm kia, hôm nay thì Manet được mật ong chính hiệu luôn nha. Đó, thì cô chú mình ai mà mua về xài thì đúng bài luôn. Đó, thì Manet thì cũng có cái đủ đủ đực. Thì tính Manet mai thì Manet sẽ hái và phơi khô. Mọi người ai có muốn ngâm luôn hay là muốn lấy hoa đủ đủ về thôi thì tự ngâm thì cũng alo Manet nha. Bây giờ thì mật ong này thì Manet sẽ, một là cô chú nào mà thiện chí mua hết cả thủ này thì giá sẽ rẻ hơn. Còn giá Manet mấy năm ngoái thì Manet hay bán cho cô chú anh chị là 700-800. Còn bây giờ thì Manet sẽ bán rẻ lại cho mọi người xài nha. Mọi người lấy số lượng nhiều thì 500, lấy số lượng 1 lít hay là 1 lít đến 2 lít thì sẽ 600 nha mọi người. Đó, còn mà cứ lấy nhiều, ví dụ lấy nguyên hũ này thì Manet sẽ, cái này thì sẽ cân ký nha cả nhà nha. 1 ký thì Manet sẽ tính là 300.000. Đấy, tính ký là cái này là chuẩn luôn. Đó, bây giờ thì Manet sẽ lên đơn. Đó, từng cây, từng hình một, hình số 1 là 300k cho đài châu giống. Đó, vừa đã có hoa, vừa có lá, một cây, hai cây lá héo và một cây lá dày cực kỳ đẹp nha. Đầu tiên thì Manet sẽ cho mọi người xem cái này. Rất là đẹp luôn. Đó, nhìn bàn tay Manet nha, nó nhỏ nhỏ xinh xinh, lá dày ngắn, rất là đẹp luôn. Mưa xuống một trận hai trận thì lan cũng khá là ok rồi cả nhà. Có một số cây thì rất là đẹp, có một số cây thì chưa. Một khúc này, khúc thứ hai này thì có hai đọt cả nhà. Đúng bài luôn. Khúc thứ hai này, khúc thứ ba này, khúc thứ tư này, khúc thứ năm này, khúc thứ sáu này, khúc thứ bảy này, và khúc cuối cùng, khúc thứ 8 này héo top luôn nha cả nhà nha. Đấy, héo top luôn. Cái này thì em lấy hôm kia mà cái này trên cây nó cũng héo rồi. Đoạn khu vực này, khu vực khác này, khu vực này, khu vực khác này, hai cây này. Đó. Là 300k cho hình số 1, hình số 2 cũng 300k luôn. Hình số 2 là có một cây đấy, chị Thiên rất là đẹp luôn.
đúng bài luôn cả nhà. Một cây này, cây thứ hai này, cây thứ ba này. Ồ, cây này thì năm ngoái hoa là thân dừa này, rất là đẹp luôn. Cây thứ tư này. Ồ, cây này là gọi là VIP nhất luôn, VIP nhất trong bốn cây này. Ồ, bốn cây này và hình số 3, hình số 3 là can diệp, thường gọi là lan ma 200k cho một khúc này. Ồ, hoa thì mọi người cũng đã chiêm ngưỡng đã, một khúc nhỏ này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, khúc này thì hoa rất là dài luôn, tám này, chín này, 10 khúc. Và hình cuối cùng là hình hoàng nhạn và cẩm báo tam bảo sắc quý tím Trường Sơn tổng hợp nha các bác nha, 200k cho cây đầu tiên. Em sẽ cho mấy bác xem cây đột biến viền lá này, không biết là tới mấy bác là nó sẽ ra viền lá được không. Đây không biết là cả nhà mình xem kỹ được không ta. Đó, nó viền lá thôi, về thì chơi hên xui thôi, cho nên là manet bán cực kỳ rẻ luôn, tổng hợp luôn. Một cây nhạn này, khúc thứ hai thì hai đọt này, khúc thứ ba này, khúc thứ tư này, khúc thứ năm này. Đó, và món thứ hai là tam bảo sắc, không phải cái này là nhất điểm hồng nhá cả nhà. Một khúc này, cái này là cẩm báo này, có hai đọt này. Đó, cái này là đọt thứ ba là quế tím. Đó, quế tím này, một này, hai này, ba này, héo nhá cả nhà nhá, quế tím này héo top nhá. Đó, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12 quý tím này. Cái này thì Trường Sơn cả nhà, đang nhú nụ luôn. Đó, Trường Sơn. Đó, bây giờ thì Manet chào mấy bác nha, chào toàn thể mấy bác nha. Con chào mấy bác nha.